Rồi chào các bạn. Rồi thì hôm nay mình với cậu mình tiếp tục đi thăm trấn nữa các bạn ơi. Đó. Giờ cậu mình xuống mình thăm cái này, cái mương này. Hy vọng rồi ấy. Đúng rồi, đằng đó, khúc đằng đó ngon. Ngày hôm qua phải dư ống rồi đặt xích trên đó nữa rồi. Qua đặt tới đây là hết rồi các bạn ơi. Đặt cứng dưới cậu. Đừng có sụt nữa nha. Rồi chất lớt luôn rồi hàng ơi. Ống này là biết rồi đó, nghe đây nè. Đây nè. Đường này mương này ngon quá trời luôn mà nước nó ngập rồi các bạn. Có không cậu? Con nhỏ hả? Con nhỏ rồi, coi con nhỏ đi. Có đó. Có con nhỏ không? Hay là cục mồi đó? Con nhỏ xíu à. Thôi đi tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đây một ống mà nước nó ngập rồi. Mình thăm thử rồi. Ống này hên xui nha. Có nè, không biết có gì vậy ta. Có cậu ơi, có. Có mà bự hơn con hồi nãy các bạn ơi. Đâu giờ đổ ra coi. Trời ơi, gửi rửa cho nó luôn đi. Đây đường con nè. Đây con nữa nè. Này mình đặt giống mình đặt mình vét lương lại quá các bạn ơi. Đang hồi nữa, coi coi có thành quả gì mới mới nữa không. Mòn như chân luôn ha. Có không? Có không? Bằng mấy con đó là được rồi ha. Bằng mấy con đó về chiên ăn luôn. Ôi cũng trọng chứ đâu, nhỏ đâu. Cũng gọi là bự bự nè. Ôi. Đây cũng bự bự chứ đâu có nhỏ đâu ta. Rồi, bỏ vô cái chai đó rồi mình đi tiếp. Đang ngắm các bạn ơi. Chất lớn. Cứng luôn hả? Đù, đã vậy ta. Qua đây, con thấy nhớt chảy ra rồi đó. Kìa, nhớt kẹo luôn kìa. Ôi ôi. Hả? Không đâu được ngóng à. Con nói cái mương nó không ngon mà. Rồi. Coi. Cứng luôn phải không? Còn thấy nhớt chắc nó chết rồi đó. Mình thấy có nhớt là nghi nó chết thôi. Trời, hai con nhớt nhợt. Đây các bạn ơi, hai con cặp, hai con. Trời ơi nó nhớt nè, rửa nó một cái rồi nhớt quá trời, nó ngập nước nó chết ngắt rồi. Có nào rửa hồi mất con không ta? Nhét lương vô các bạn ơi. Đặt kiếm mà đựng lương bằng chai mới ghê chứ. Chưa. Từ từ. Trời, con đi với cậu. Con đang nhét lương vô cậu. Nè các bạn. Thì đặt chúm mình nhét vô lương nha bằng chai nè các bạn. Thấy không? Độc lạ luôn các bạn. Này, lương mình nhét vô rồi nè. Xuống luôn, thẳng xuống luôn cậu. Vậy kỳ vậy. Ủa gì kỳ vậy, chỗ đó con móc gom vô mà. Rồi trời ơi, vậy mà nó ra, cái lỗ gì mà nó ra trời, lỗ gì mà nó ra được hay vậy. Trời ơi độc địa vậy, chưa gỡ cái hôm đi rồi cậu nắm gị cho ra cho dễ cậu. Mấy con lươn nhỏ nhỏ chắc nó ra hết trơn quá. Cái này lươn nhỏ ra chưa, con lươn cái này nó cũng ra nó gì. Đọc lạ thiệt chứ. Tại vì cái này nó dính không có là phải à. Ừ. Cái ra trên. Kìa đó con nữa.
Này được hai con. Hai con mà độc thiệt các bạn ơi. Con lươn dính kìa. Lươn vậy nó còn ra nữa kìa. Trời trời. Nó ra không được, phải ra được lụm ha. Để nhét lươn vô nữa các bạn ơi. Đó giờ mới thấy à. Đây ngắm các bạn ơi. Đặt canh vậy luôn á mà còn ấy nữa. Đường mương này đúng ngon luôn á. Con một. Hai con hả? Thử coi mấy con. Hai con nhưng mà nó không có ấy không. Cái ống này của cậu cột này cậu nhớ không cậu? Ngồi chích ra coi. Vì thế cho rõ. Hai con. Hay ha. Đây các bạn ơi, hai con. Trời, cái chai đó nhét cũng hết vô rồi các bạn ơi. Chai này nhét hết vô rồi nè. Chai này chai nửa lít 500. Thôi chút ngược lại đi. Nắm chút ngược vô đi cậu ơi. Cái gì? Gớt chứ mẹ. Đây các bạn ơi, giờ mình thăm cái ống mini vậy. Cái ống này, cái lỗ này thường thường ưa thấy lươn lắm. Mà hôm nay đặt không biết có con gì không. Lụm các bạn ơi, lụm ơi, cậu đòn ơi. Đổ ra các bạn coi. Lụm ơi, sao hôm nay đặt được dính được lươn ống này luôn ta. Trời ơi. Nè, đường con nè. Miếng rẻ gách cũng đỡ đầu móng tay ha. Lụm lượng con nè, nó. Bỏ vô đi tiếp nữa. Đây các bạn ơi, đây một ống. Không đâu, đây nè. Đặt dư cái đít lên luôn mà. Dính. Nó dính là xong. Nặng không? Dính không? Không, cái hôm này hôm ngon, không sao. Cho cậu sụt đá luôn á. Im không nha. Nhưng cái cái hả? Dạ, yeah, cũng còn lương ta ơi. Trời ơi, lớn. Cũng còn đỡ ha. Được rồi. Vậy cái mương đó còn lương. Đặt không hết lương nổi ha. Thôi, giờ mình đi tiếp nữa đi. Con còn chèn vài chén không vô. Đây một ống nữa các bạn ơi. Rồi mình sẽ tổng kết thành quả lại cho các bạn coi nha các bạn. Ống nhìn đây xuống mới thấy luôn. Lúc rồi. Đường con. Đó. Đường con. Còn sống. Còn sống không? Cái đít nãy còn nằm trên cao không? Cục mồi. Mình về tới nhà rồi. Bây giờ mình cắt cái chai ra để mình tổng kết thành quả cho các bạn coi. Rồi, đâm trúng lươn này. Đứt cái đuôi. Đây. Không cắt ra hết nữa. Đó, thành quả lươn này các bạn ơi. Giờ đổ ra thêm nữa. Này không được trúng mánh hung mà. Nó đang còn nữa. Này. Đó. Đâu con nào còn sống đâu. Con này nãy rồi không. Đây thì thành quả của mình không được này. Được như đây nè các bạn. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Đem đi về làm gì? Hả? Để này cho khô đi. Bó mọc đi. Bó mọc. Này, rồi chào tạm biệt các bạn các cậu đoàn ơi. Đây. Chào. Hết trơn rồi. Mời làm tiếp nè. Thôi cậu